Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Xe Đẹp Bình Dương. Thì hôm nay thì Duy sẽ giới thiệu đến các chị chiếc Kia Sedona bản full dầu đời 2017 biển số Sài Gòn nha các chị. Xe là màu đen, chạy 70.000 cây. Xe là còn cực kỳ đẹp luôn nha các chị. Duy sẽ quay xung quanh xe cũng như là phần nội thất xe cho các anh chị cùng xem. Xe là đi 70.000 cây. Chủ xe thì sử dụng cũng rất là giữ gìn. Bốn lớp thì còn rất là dày luôn nha các anh chị. Xe này lấy về không cần làm gì thêm cả, không sợ lỗi làm gì. Bên Duy bán xe là cam kết không bao giờ làm xe lỗi. Đây Duy sẽ quay phần hàng ghế trước cho các chị cùng xem. Ghế da là còn rất là đẹp nha các anh chị. Bản full trang bị rất là nhiều tiện ích. Đây chúng ta cùng xem. Có sấy ghế, sấy vô lăng, điều hòa tự động là 3 vùng độc lập. Khởi động startup, có cruise control, vô lăng bọc da, tắp lô bọc da và có trang bị luôn hệ thống loa Infinity nha chị, anh chị nghe nhạc cực phê. Hai cửa trượt điện và cốp sau cũng là cốp điện luôn. Hai cửa sổ trời. Xe là trang bị an toàn là đến 8 túi khí. Cực kỳ đẹp nha các anh chị. Hàng ghế sau xe này đã gặp lại rồi. Đi sẽ quay phần phía sau xe cho các chị cùng xem. Phần bên ngoài cũng không có trầy xước gì nha các anh chị. Xe này lấy về chúng ta yên tâm sử dụng. Gần Tết rồi, các anh chị lấy về đi Tết là xe này quá sang luôn, quá sang trọng. Cực kỳ đẹp. Và như quay chỗ khoang lái cho các chị cùng xem. Đây là tắp bị cửa chỗ hàng ghế lái. Không trầy xước gì luôn nha các anh chị. Ghế là ghế lái là chỉnh điện. Phần chỗ này có bị tróc một tí. Mà không sao. Cái này sau này chúng ta có thể xử lý được. Chất xe thì còn rất đẹp. Đây, xe đi auto thật của xe. Và Duy sẽ quay phần máy cho các anh chị cùng xem luôn nha. Đây là khoang động cơ của chiếc Kia Sedona. Xe là sử dụng máy dầu. Đây Duy sẽ quay cận cảnh ốc chân máy. Và ốc nắp capo. Tất cả các xe bên Duy bán ra là cam kết không đâm đụng. Không hủy kích. Động cơ hộp số là chưa qua đại tu. Cũng như là không tua đồng hồ km nha các chị. Nên các chị khi mà mua xe bên Duy là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Có lỗi bên Duy sẽ hoàn tiền 100%. Chiếc Kia Sedona bản full dầu đời 2017 biển số thành phố này bên Duy đang chào bán với giá là 815 triệu đồng. Thì các chị quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các chị nha. Duy xin cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.